Hello các bạn, Hào đang đi bộ đến park để chạy bộ bởi vì hôm nay là một ngày rất đẹp. Tình hình chung là ở nhà 4 năm bữa nay rồi chịu hết nổi và đã thấy một lớp belly fat nó đã increase. Không thể nào để tình trạng này được nữa. Nhân cơ hội trời đẹp hôm nay sẽ dẫn các bạn ra ngoài và để xem không khí ở ngoài đường như thế nào. Trời ơi, thở như chó thấy không? Lâu rồi không có đi tập thể dục mà đã thở như vậy rồi. Tình hình hôm nay là sẽ đi tập cardio, hít đất mấy cái chứ ở nhà chịu hết nổi rồi. Và cũng đi ra ngoài để mà có thêm vitamin D. Ở Seattle thì thường là không có nhiều nắng. Ok, đi đến park để cho các bạn coi tiếp nhé. Phần hơi lạnh nên là một lát nữa khởi động xong sẽ không sao. Mới tập có chút xíu thôi mà đứng ra rồi. Các bạn ơi, đúng là thường ngày không có tập thể lực mà hôm nay chỉ là tập chút xíu thôi mà thở bỏ cái hơi tai. Wow, mới bắt đầu khoảng 10 phút thôi, để xem tiếp theo còn được bao nhiêu nha. Thì lúc thế này mới biết được là sức khỏe rất là quý giá, và nếu như mình không có rèn luyện á thì sẽ có những lúc như thế này. Mình sẽ bắt đầu cảm thấy là tại sao thời gian rảnh mình không chăm sóc sức khỏe và chăm sóc bản thân. Đây là một bài học rất là quý giá. You will say like, có câu là sometimes we take life for granted or even everything.
nãy giờ chỉ pump up cái body thôi, chứ thực sự là chẳng có workout much, nhưng mà chắc chắn là cũng sẽ burn được một ít fat. Giờ sẽ đi chợ và mua chicken protein để ăn cho đúng. Thì bữa giờ toàn là carbs thôi, tối qua là ăn bánh xèo nữa. Ok. Thật sự là cũng có nhiều xe đi qua lại chứ không phải là hoàn toàn là ghost town rồi các bạn. Hy vọng là sẽ tốt hơn, mọi chuyện sẽ diễn biến tốt đẹp hơn. Did you got one already? No. Yes. Thì mình sẽ lấy gà. Hiện tại là ăn gà đồ sẽ rẻ nhất. Và mẹ dặn là phải đi mua thêm một bịch cà phê tại vì nhà hết cà phê rồi. Hả, sẽ cho các bạn coi cái loại mà cà phê họ rất thích. No! Cái cà phê họ rất thích đó là loại này, nhưng mà thường họ bán là uống là French Roast, nhưng mà loại này là Majestic Roast, nhưng mà uống lại là bold, là rất là đậm. Uống lại đây loại này cũng có ga mà rất là ít calories, cũng như là không đường và không tất cả, chỉ có 5% calories thôi. Và cái mùi rất là ngon, còn nhớ là mùi thơm dừa. Này nó đang ngon xin. Nhà chỉ có suy nghĩ là muốn ăn cái gì, thế là đi chợ thôi. Nên nó bây giờ phải tập là không được suy nghĩ đến đồ ăn nữa. Tại vì khi mà suy nghĩ đồ ăn sẽ thèm, mà ở nhà không có gì làm thèm rồi sẽ đi ra chợ và mua đồ để làm về nhà làm ăn. Thời buổi kinh tế khó khăn nên cái gì cũng phải tiết kiệm chi tiêu tối đa. Bây giờ paper towel mà tới gần 8 đồng, có 6 roll à. Mà chưa tính cái chỗ họ ở là Capitol Hill, là cái gờ chỗ mà gần downtown, thì chỉ có một cái chợ duy nhất thôi mà cái chợ đó rất là mắc. Còn muốn đi rẻ thì phải đi chợ Việt Nam, nhưng mà chợ Việt Nam thì không có giống như là giấy hoặc là xà bông, chợ Việt Nam chỉ có để bán đồ ăn thôi, nên là phải đành chịu trận. Ở những cái chỗ xa hơn á, khoảng lái xe khoảng mấy chục phút á, thì có những cái chợ lớn hơn mà nó rẻ hơn chút xíu. Bây giờ biết làm sao giờ? Gần đây chỉ toàn là Whole Foods và KFC là cái chợ mà họ đi là gần nhất. Đi bộ thì là tập thể dục chắc bên cũng được khoảng 200 mấy chục calories. Bây giờ mình về nhà mình sẽ ăn tiếp, và tối nay mình lại xem phim. Hy vọng là quá trình tăng mỡ giảm cơ sẽ thành công, và chắc chắn là sẽ thành công. Vậy là tập ngày hôm nay đã hết rồi. Xin gặp lại các bạn vào tập tiếp theo của Hello Hào. Nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe. Mệt quá, chia sẻ rộng rãi. Đừng quên để lại những comment. Đừng có nhấn chỉ có hai chữ ok thôi nhé. À, quên một điều là xin cảm ơn tất cả các bạn new subscriber đã subscribe YouTube của Hào. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.